Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 70 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 70 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ, Diệp Húc mang theo Phượng Yên Nhu tiến nhập vào Thập Vạn Đại Sơn, trở lại Quan Tinh Phong, hạ xuống trên đỉnh núi. Hắn liền cảm thấy một luồng không khí khẩn trương. Trên đỉnh Quan Tinh Phong, không biết bao nhiêu nô bộc bị đè quỳ xuống đất hướng Tinh Chủ đại điện. Mà Hoàng Sán thì lại quỳ ở trước nhất, thần thái thì đờ đẫn. "Hoàng Sán, đứng lên." Diệp Húc khẽ nhíu mày, trầm giọng mà nói. Vì đại hán mặt trước điện này, thân hình hơi run lên, lại vẫn không đứng dậy. Diệp sư đệ, vì huynh không cho nó đứng dậy, nó sao dám đứng dậy đấy? Lại thấy Ngụy Hiên chậm chậm đi ra khỏi Tinh Chủ đại điện, hắn cười khẩy nói. Diệp Húc cánh mắt chớp động, mỉm cười lên tiếng. "Ngụy sư huynh, sao lại rảnh đến Quan Tinh Phong của ta như vậy? Tiểu đệ thẹn lọc phong chủ mà lại không có chiêu đãi sư huynh, còn mong sư huynh thứ lỗi cho. Hoàng Sán còn không đi pha trà." Hoàng Sán đang định đứng lên, Ngụy Hiên hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên mà nói. "Ta không cho người đứng lên, người dám đứng dậy sao?" "Cậu ta là đồ đệ của ta, ta bảo hắn đứng dậy, nếu hắn không đứng, đó chính là phản bội sư môn." Diệp Húc mỉm cười nói. "Ngụy sư huynh, ngươi đừng quên, cậu ấy là đệ tử của ta." Hoàng Sán thân hình run run, đứng dậy, yên lặng đi pha trà. Sau một lúc lâu, bưng lên hai chén trà thơm, cúi đầu, nâng đến trước người Diệp Húc. Diệp Húc nhấc một ly lên, hất nước trà xuống đất, lại đem chén đặt lên khay, cười tủm tỉm mà nói. "Hoàng Sán, tiễn khách." Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiên. "Ngụy sư huynh, uống chén trà hắn đi." Ngụy Hiên tức giận đến cả người phát run, giận quá hóa cười mà nói. "Đây là đạo đãi khách của Quan Tinh Phong các ngươi sao? Trà của ngươi không uống cũng thế thôi." Lão dương mắt nhìn về phía Phượng Yên Nhu, ánh mắt sáng ngời, cười lạnh mà nói. "Ồ, vị này chắc là tiểu công chúa Thiên Yêu Cung sao? Xem qua lời đồn quả không sai, Diệp sư đệ, quả nhiên người bắt cóc hai cô con gái của yêu chủ." Lão đứng dậy cười lạnh mà nói. "Ta mất một đứa con, đồ đệ cũng phản bội. Nhưng ông trời lại cho ta một cơ hội trở thành con rể của yêu chủ Thiên Yêu Cung." "Ồ, sao? Người muốn trở thành con rể yêu chủ phò mã Thiên Yêu Cung ư?" Diệp Húc không khỏi tức cười. Yêu chủ chọn rể tuyển chính là tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ, nhưng tuổi của Ngụy Hiên còn lớn hơn cả Vinh Lâm, đã sớm không còn trong nhóm tuấn kiệt trẻ tuổi nữa rồi. Ngụy Hiên vốn không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng Diệp Húc bắt cóc hai vị công chúa, yêu chủ hạ truy sát lệnh, lại khiến cho lão thật sự có cơ hội mà trở thành phò mã của Thiên Yêu Cung. "Cái lão bất tử này, không ngờ cũng muốn lấy đầu ta trở thành con rể của Thiên Yêu Cung sao?" Ngụy Hiên cười lạnh mà nói. "Diệp sư đệ, Thánh Tông cấm từ đấu, nhưng không cấm khiêu chiến. Người liên tục làm nhục ta, cắt tứ chi con ta, rồi lại sử dụng đệ tử của ta, chém thân thể ta. Vì huynh đã xin phép Thánh Tông, 3 tháng sau, tổng đàn Thánh Tông, hai người chúng ta quyết đấu sinh tử, một lần giải quyết hết tất cả ân oán. Sư đệ, nếu ngươi sợ thì có thể chối từ." Diệp Húc thản nhiên lướt lão một cái rồi mỉm cười nói. "Ngụy sư huynh, ngươi nóng lòng muốn được chết như thế sao? Được, cũng được thôi, tiểu đệ thành toàn cho ngươi vậy. 3 tháng sau, chúng ta ở tổng đàn Thánh Tông, ta tiễn ngươi lên đường." "Được, 3 tháng sau ta tháo đầu ngươi xuống, trở thành phò mã Thiên Yêu Cung." Ngụy Yên cười ha ha, nhẹ nhàng bay đi. "À đúng rồi, sư đệ, kinh thư trong Tinh Chủ đại điện của ngươi, vì huynh đã xem qua hết một lần rồi, sở học của ngươi ta đều hiểu rõ, lần sau gặp lại đó chính là tử kỳ của ngươi kìa." Tiếng cười kiêu ngạo của lão truyền đến, thanh âm vang vọng khắp nơi. Diệp Húc chớp chớp mắt, hiểu rõ ý đồ khi đến của Ngụy Hiên. Đơn giản là lão ta liên tục không giết được mình,
định từ trong tâm pháp sở học của mình mà tìm ra nhược điểm, bởi vậy mới đi vào quan tinh phong, xâm nhập tinh chủ đại điện, lật xem điển tịch mà nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão đã lưu lại. Những điển tịch đó cực kỳ quý báu, mỗi một bản đều huyền diệu phi thường, như nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân đều là những pháp môn thượng đẳng ở trong đấy. Cũng may đến nay, ngoại trừ chư thiên thập đạo và công đức kim luân luyện bảo diệu quyết ra, chưa từng tu luyện bất cứ tâm pháp nào cả của Hoàng Tuyển Thánh Tông. Ngụy Hiên muốn từ tâm pháp trong quan tinh phong tìm ra được nhược điểm của ta, đúng là tự tìm đường chết mà. Nhưng tu vi của lão cao thâm hơn ta nhiều, muốn thắng được trong vòng 3 tháng này, ta phải tu luyện đến tam thai cảnh, luyện thành nguyên thai mới có vài phần nắm chắc kìa. Hắn nhìn Ngụy Hiên rời đi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Sán, đánh giá hắn mấy lần, hừ lạnh một tiếng. Sư tôn, ta... Hoàng Sán mở miệng nói. Ngụy Hiên đã thành tâm ma của cậu rồi kìa. Diệp Húc thản nhiên nói. Vị sư đã từng nói cho ngươi một tiền đồ tốt, tâm ma này của ngươi 3 tháng sau ta sẽ giúp ngươi chém đi. Thế nhưng nếu là trong thời gian này người thiên lão mà lại quỳ xuống như vậy, lên cút được bao xa thì cút cho ta. Ta không cần các loại đệ tử không có cốt khí như vậy. Hoàng Sán thân hình khẽ run, yên lặng gật đầu. Diệp Húc xoay người nhìn về phía tinh chủ đại điện, thầm nghĩ. Ngụy Hiên ra vào quan tinh phong của ta như trốn không người, đơn giản là vì ta chưa có tế luyện tinh chủ đại điện. Trước ta không có thực lực, nhưng hiện giờ tế luyện tòa tinh chủ đại điện này với ta mà nói thì cũng không phải là quá khó. Tế. Kiều đỉnh trên đỉnh đầu của hắn, 9 quả huyễn đan bay lên bao phủ phía trên tinh chủ đại điện. Từng luồng chân nguyên như sóng chiều cuồn cuộn chảy về tinh chủ đại điện. Sau đầu của hắn, công đức kim luân hiện lên, lấy chân nguyên vô cùng hùng hậu thúc giục công đức kim luân. Chỉ thấy nhân bảo, địa bảo, hai đạo kim luân sau đầu của hắn càng lúc lại càng lớn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, hòa thành 2 vòng tròn đen lớn phủ xuống tinh chủ đại điện. Từ khi tu luyện nhất thần phân hóa kiều đỉnh kiều nguyên luyện thành nguyễn đan, chân nguyên của hắn vô cùng hùng hậu, giống như biển rộng sâu không lường được. Tế luyện tinh chủ đại điện cần tiêu hao chân nguyên cực kỳ khủng bố, nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn vẫn có thể chịu được. Diệp Húc lúc này tế luyện tinh chủ đại điện, có thể cảm giác được tòa đại điện này uy năng cực kỳ khủng bố, giống như nút châu cầu vồng mà hấp thu chân nguyên của hắn. Chân nguyên của hắn tiêu hao cực nhanh với một tốc độ khủng bố. Nếu là vu sĩ nguyên đan kỳ bình thường, chỉ sợ vài hô hấp sẽ tiêu hao sạch tu vi. Dù là vu sĩ nguyên đan kỳ cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ có người như hắn luyện được 9 quả huyễn đan. Mỗi một quả đều hùng hậu hơn so với nguyên đan của người khác tới mức biến thái mới có thể chịu được. Hoàng Sán nhìn đến kiểu đại huyễn đan vẫn lơ lửng ở trên khoảng không tinh chủ đại điện. Từng dòng chân nguyên từ trong huyễn đan chảy ra, nhưng huyễn đan lại không hề thu nhỏ lại. Trong lòng rung động vạn phần. 9 quả huyễn đan này, mỗi một quả ẩn chứa lực lượng chân nguyên so với vũ sĩ nguyên đan kỳ như hắn còn hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lúc trước khi hắn phụng mệnh Ngụy Hiên đuổi giết Diệp Húc, bức cho Diệp Húc phải chạy trốn khắp nơi, chưa từng nghĩ tới mới hơn 1 năm qua đi mà Diệp Húc đã trưởng thành đến bước này. Có thể nói hiện giờ Diệp Húc muốn xử tử hắn căn bản không cần dùng đến mấy lực, chỉ hơi ra lực một chút thôi liền có thể nghiền chết hắn. Giờ phút này Diệp Húc đã hoàn toàn chính là ân sư của hắn, chỉ điểm cho hắn tu hành. Chân nguyên của Diệp Húc xâm nhập càng sâu vào trong không gian tinh chủ đại điện. Hắn lúc này mới phát hiện bên trong tinh chủ đại điện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Không gian bên trong tòa đại điện này mở rộng hết sức rộng lớn. Nó giống như một gốc đại thụ cắm gốc rễ bên trong quan tinh phong. Tòa linh sơn này mỗi một điều linh mạch đều liên kết với tinh chủ đại điện. Chỉ cần chủ nhân tinh chủ đại điện muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem tòa quan tinh phong này thu hết vào bên trong tinh chủ đại điện. Khó trách cung Ngọc Nương nói lắm tinh chủ đại điện trong tay mới được xem là chủ nhân chân chính của quan tinh phong. Hiện giờ ta mới xem như chân chính đứng đầu quan tinh phong này. Diệp Húc nhắm nghiền mắt ngưng thần, cẩn thận mà phẩm hội. Chỉ thấy tất cả những gì xảy ra trong quan tinh phong đều khống chế ở trong tay mình. Chỉ cần bản thân khẽ động tâm niệm liền có thể xử tử bất cứ kẻ nào ở trong núi. Cho dù là loại cường giả tam thân cảnh như là Ngụy Hiên, chỉ cần đi vào quan tinh phong, vào trong phạm vi bao phủ uy năng của tinh chủ đại điện, Diệp Húc muốn xử tử lão cũng không cần tốn nhiều sức. Dù sao tinh chủ đại điện dùng một cái liền có thể chấn chết lão. Quan tinh phong chính là nơi ẩn cư sau khi thoái ẩn của nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão. Uy năng của chấn sơn chi bảo này hơn xa những linh sơn khác gần với tông chủ nhất mạch. Không biết có thể thu hồi kiện vũ bảo này hay không đây. Nếu có thể thì dù bất cứ kẻ nào đuổi giết ta
ta đều có lực lượng chống lại được. Lên! Diệp Húc thúc giục Kiều Đại Huyễn Đan, định nhổ cả gốc rễ tòa đại điện này lên. Chỉ thấy đại điện rung lên dữ dội, lắc lư rồi bay lên. Ầm ầm. Tòa đại điện này vừa mới rời khỏi mặt đất, chỉ thấy ở dưới đại điện, từng linh mạch từ trong lòng Quan Tinh Phong bị kéo nhô đầu ra. Trong đó thấp nhất cũng là tam gia linh mạch, ước chừng có hơn 100 điều. Phần nhiều là tứ giai, ngũ gia linh mạch, đặt tại một chỗ ước chừng có đến 1000 điều. Giống như dưới đại điện chấn áp hơn 1000 con linh dao vậy. Từng điều linh mạch ngũ nhan lục sắc tản ra uy năng khổng lồ, kỳ trọng vô cùng. Diệp Húc thậm chí còn có thể nhìn thấy trong đó có mấy điều linh mạch không biết đều thô to hơn 10 trượng, quanh thân chảy rộng lôi văn, nhẹ nhàng động một cái liền liên tục thôi phát ra lôi âm. Những điều linh mạch này chất chứa linh khí, tổng hợp lại một chỗ còn nhiều hơn rất nhiều. Những linh mạch đó hẳn là lục gia linh mạch bị nhiều thế hệ Thái Thượng trưởng lão phong ấn trong Quan Tinh Phong, ôn dưỡng linh mạch khiến chúng trưởng thành. Bình thường căn bản không có người dùng những linh mạch đó tu luyện. Đại điện tiếp tục bay lên, đột nhiên một luồng lực lượng mênh mông bị đại điện xé rời núi. Đây là một điều linh mạch to 100 trượng, kim quang lóng lánh, hình dạng giống như thiên long dương nanh múa vuốt vậy. Linh mạch chấn động, thậm chí Quan Tinh Phong cao thế vạn nhận cũng lay động dữ dội, gần như cũng bị nhổ tận gốc. Điều linh mạch này vừa thò đầu ra liền ép cho Kiều Đại Huyễn Đan của Diệp Húc nổ tung, hóa thành 9 con sông chân nguyên quay trở lại trong đan đỉnh. Tinh chủ đại điện đã không có chân nguyên của hắn chống đỡ, ầm ầm rơi xuống đất. Quan Tinh Phong cũng đình chỉ rung động. Sao? Thất gia linh mạch sao? Diệp Húc trong lòng cả kinh, uy năng mà điều linh mạch này tản ra gần như vượt qua cường giả tam thần cảnh, là gốc rễ nền móng của Quan Tinh Phong. Xem ra tòa tinh chủ đại điện này bị định ở Quan Tinh Phong rồi. Nếu ta thu tòa đại điện này đi, tất sẽ đem Quan Tinh Phong nhổ tận gốc. Tất cả linh mạch đều bị ta thu đi, mà Hoàng Tuyển Ma Tông căn bản sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra được. Tuy nhiên lực lượng khủng bố mà điều thất gia linh mạch kia tản ra khiến cho hắn không khỏi tâm động. Hiện giờ tu vi của hắn tâm hậu, tu luyện rồi cần lượng linh khí kinh người, tam gia linh mạch thậm chí còn không đủ cho hắn nâng cao một cảnh giới nhỏ. Tứ gia linh mạch miễn cưỡng chống đỡ cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cho dù là ngũ gia linh mạch có nhiều linh khí hơn cũng không đủ để hắn dùng. Chỉ có lục gia linh mạch, thất gia linh mạch không ngừng hấp thu địa khí hóa thành linh khí mới có thể thỏa mãn được. Hiện giờ ta tế luyện tinh chủ đại điện thành công, có tòa đại điện này, ngày thường liền có thể dùng linh khí mà những linh mạch đó sinh ra đủ để ta tu luyện đến nguyên đan kỳ rồi. Nhưng im lặng tu luyện như vậy trong vòng 3 tháng chỉ sợ không thể khiến cho ta tu luyện đến tam thai cảnh, thậm chí cả nguyên đan kỳ cũng không thể tu thành được. Diệp Húc cho mày thầm nghĩ. Ba tháng thời gian quá ngắn, thật sự là cấp bách mà. Diệp Húc trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. 3 tháng sau, nếu như tu vi của hắn không đạt tới tam thai cảnh, nếu như đấu chính diện với Ngụy Hiên thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của vị cường giả tam thần cảnh đã luyện thành nguyên thần này. Lấy tính cách có thủ tất báo của Ngụy Hiên kia, Diệp Húc khẳng định đến lúc đấy mình sẽ sống không bằng chết. Nếu có thể sử dụng tinh chủ đại điện thì tốt rồi, dựa vào món vũ bảo này tuyệt đối không cần dùng chiêu thứ hai. Tinh chủ đại điện chính là trấn phong chi bảo mà thủ vị Thái Thượng trưởng lão luyện chế ra. Ngọc lâu của vị Thái Thượng trưởng lão kia mở ra đến tầng thứ 8 là một vị cường giả tam bất diệt cảnh. Vũ bảo của ông ấy luyện chế chính là bất diệt chi bảo. Diệp Húc chỉ vừa mới tế luyện tòa bảo điện này, còn có rất nhiều uy năng của nó mà hắn chưa khai phá phát triển ra. Nếu là phát huy uy lực của kiện vũ bảo này, thế tất có thể xuyên thủng hư không, khai phá khai thông dị vực không gian. Và làm sao ta mới có thể nâng cao tu vi trên diện rộng được đây? Diệp Húc ánh mắt chớp động, cẩn thận suy tư, thật lâu sau rốt cuộc cũng ngẩng đầu mà thầm nghĩ. Cướp lấy chỉ có cướp đoạt của cải bốn phương mới có thể khiến cho ta trong thời gian ngắn nâng cao tu vi thực lực của mình lên, mới có thể diệt trừ Ngụy Hiên được. Mà muốn đoạt lấy của cải, chuyện đơn giản nhất chính là tiêu diệt những tên tài tuấn trẻ tuổi truy sát ta kia. Diệp Húc đi vào tinh chủ đại điện, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy bên trong tinh chủ đại điện lập tức có luồng linh khí cực kỳ nồng đậm không ngừng từ trong Quan Tinh Phong trào ra. Hắn trước đây không biết tác dụng kỳ diệu của tinh chủ đại điện, lúc này cuối cùng cũng tế luyện được tòa bảo điện này. Các cách sử dụng của nó cũng đã hiểu rõ, dễ dàng liền đem một ít linh khí mà linh mạch trong Quan Tinh Phong sinh ra dắt lên hội tụ bên trong đại điện. Ta sẽ không ở lại nơi đây tu luyện từng bước, tinh chủ đại điện chỉ dùng để tăng ngọc lâu của ta thôi. Hắn tế khởi tịch nhiên đơn xuất bạch ngọc lâu 4 tầng của mình lên,
xuất hiện bên trong linh khí vô cùng nồng đậm. Tinh chủ đại điện rút ra linh khí của hơn ngàn điều linh mạch sinh ra, mỗi một hơi linh khí được sinh sản đều cực kỳ khủng bố, đủ để cung ứng cho cường giả tam thần cảnh, thậm chí là tam dương cảnh tu luyện hàng ngày. Cho tới nay, Diệp Phúc đều cảm thấy linh khí không đủ dùng, cho nên không có tăng ngọc lâu lên, mà là dùng để tăng nâng cao thực lực của bản thân mình. Giờ đây, hắn vừa mới tới khởi tòa tịch nhiên đâu xuất bạch ngọc lâu này, tòa ngọc lâu này liền lập tức điên cuồng hấp thu linh khí trong điện, đem tất cả linh khí mà hút sạch sẽ. Ngọc lâu của hắn dường như đã đói khát quá lâu, không ngừng cắn nuốt linh khí mới sinh ra. Cùng lúc đó, phẩm giai của ngọc lâu cũng không ngừng được nâng cao, từng hơi thở đi qua liền từ bạch ngọc lâu tăng lên thành hắc ngọc lâu, sau đấy tiến đến thanh quang hàn ngọc lâu. Hắn để tòa ngọc lâu này ở lại trong tinh chủ đại điện, đi thẳng ra ngoài, chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang tò mò đánh giá tám tòa vô bảo hồn giới, liền cười nói: "Phượng cô nương, nếu như không ngại thì chúng ta cùng vào xem có được không?" "Không ngại, không ngại." Phượng Yên Nhu cuống quýt nói, lập tức khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ lên, che giấu nói: "Yêu tộc chúng muội nguyên thần vốn là tự thân, trời sinh không thể nào đạt được thiên đạo truyền thừa, bởi vậy đây là lần đầu tiên muội nhìn thấy thứ thú vị như vô hồn giới." Diệp Phúc cười ha hả, cùng nàng đi vào trong vô hồn giới mà Thái Thượng trưởng lão Vệ Chân lưu lại. Vệ Chân đạt được ngọc lâu 8 tầng, cuộc đời này tu luyện đến tuyệt đỉnh, mở ra ngọc lâu tầng thứ 8, chính là cường giả tuyệt đỉnh tam bất diệt cảnh. Vệ Chân bởi vì tư chất hạn chế, suốt đời không thể đột phá tam bất diệt cảnh, tiến vào tam hoàng cảnh. Dù vậy, đại vu tam bất diệt cảnh vẫn là vũ sĩ hùng mạnh nhất đương thời. Ứng Tông Đạo hay yêu chủ loại biến thái không ra này, cấm bảo không hiện lên, liền không ai có thể tranh phong với bọn họ được. Đại vu tam bất diệt cảnh để lại vô hồn giới, tập hợp tất cả tài liệu quý trọng mà bọn họ tìm kiếm, sưu tập, bảo vật bọn họ luyện chế khi còn sống, nếu có thể thu một kiện bất diệt chi bảo. Đối phó với Ngụy Hiên, Diệp Phúc liền nắm chắc 10 phần. Hai người đi vào vô hồn giới, trực tiếp bỏ qua không gian tầng thứ nhất, nhằm thẳng tầng thứ hai. Bọn họ vừa mới đi vào vô hồn giới tầng thứ hai, Diệp Phúc nhìn mọi nơi, chỉ thấy vô hồn giới tầng thứ hai vẫn giống như mấy năm trước hắn tới. Các chủng đại yêu bay múa đầy trời, vu pháp tẩy phi, vu bảo quét ngang khắp nơi. Vệ Chân ở trong ngọc lâu của mình nuôi dưỡng ước chừng mấy ngàn đầu yêu thú, làm cho bọn chúng ở trong đấy sinh sôi nảy nở. Trong đó sinh ra không ít đại yêu nguyên đan kỳ, đều tự dẫn dắt yêu binh, yêu tướng, chinh chiến công phạt bốn phương, ý đồ thống nhất không gian tầng thứ hai, trở thành bá chủ độc chiếm nơi này. Diệp Phúc cùng Phượng Yên Nhu vừa mới xuất hiện, liền bị đám yêu thú này phát hiện. Chỉ thấy một con đại bàng tám cánh tay đã tu luyện ra yêu đan, múa mai cánh tay của mình. Từ xa chỉ hướng Diệp Phúc, cười ha ha mà nói: "Ồ, tân chủ nhân nơi đây lại xuất hiện rồi. Lần này còn mang theo một con bé đến cho chúng ta khai vị nữa kìa." Lần trước để hắn trốn thoát được, lần này dù như thế nào cũng không thể buông tha cho hắn ta được. Một con túc chu yêu cũng kêu lên: "Giết tên chủ nhân ngu ngốc này đi, chúng ta sẽ là chủ nhân của thế giới này." Cả ngàn con đại yêu cùng xông lên, vu pháp đánh đến, vu bảo bay múa, trải rộng khắp không gian tầng thứ hai, thanh thế long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, yêu vân tràn ngập, sát khí ngút trời. Mấy năm trước, Diệp Phúc đến nơi đây bị những con đại yêu đó bức cho không thể không rút lui, mà hiện giờ tu vi thực lực của hắn so với trước đây chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần, đối mặt với thế công lớn như thế không sợ hãi chút nào. Muốn chết sao? Diệp Húc hừ lại một tiếng, chín khẩu đại đỉnh từ trong tay của hắn bay múa, cùng lúc càng lớn, tản ra trầm trọng uy năng. Những vũ pháp vũ bảo kia còn chưa bay đến trước mặt đã bị chấn vỡ hết, một cái cũng không còn. Áp lực khổng lồ như thế, thậm chí còn chấn áp đám yêu thú kia đều rơi xuống từ trên không trung, bị kiều đỉnh ép cho phải quỳ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Thù hết cho ta! Diệp Húc khẽ động tâm niệm, miệng chín khẩu đại đỉnh úp xuống, chỉ thấy từng con yêu thú bị hút vào trong đỉnh, ngay lập tức liền bị chín khẩu đại đỉnh này luyện hóa. Mỗi khi luyện hóa được một con, trên vách đỉnh liền xuất hiện phù văn hình dạng con yêu thú đấy. Thậm chí cả lão yêu quái đã tu luyện ra yêu đan cũng không thể chống lại kiều đỉnh, dãy dụa một cái liền bị luyện hóa hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng cho kiều đỉnh. Mấy ngàn con đại yêu bị một kích của hắn quét sạch, mảng đất trời này lập tức trở nên trong sáng. Diệp Phúc chỉ cảm thấy kiều đỉnh đột nhiên trầm xuống, khi tế khởi uy năng tăng lên chừng hai thành, trong lòng liền lập tức vui vẻ. Tốt quá, kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta uy lực lại tăng thêm vài phần, nếu như có thể thu thêm nhiều yêu thú hơn nữa, uy lực tất có thể lớn hơn nữa,
mạnh hơn nữa, vượt xa thần dương chi bảo, thậm chí còn có thể sánh ngang với nguyên thần chi bảo. Trong tay của hắn xuất hiện hơn 10 viên yêu đan đủ màu sắc, trực tiếp nhét vào trong tay của Phượng Yên Nhu. Hắn cười nói: Phượng cô nương, ta giữ những nguyên đan yêu tộc đó cũng là vô dụng, giao cho cô xử trí vẫn hơn. Phượng Yên Nhu vừa mừng vừa sợ, cười nói: Sư huynh, những yêu đan đó với huynh không có mấy tác dụng, chỉ có thể luyện chế thành dược dẫn linh đan, nhưng với yêu tộc bọn muội mà nói tác dụng rất lớn, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Giá trị mỗi viên nguyên đan gần như là tam giai linh mạch bậc 3. Luyện hóa những yêu đan này, tu vi của muội cũng có thể tăng lên nhanh chóng kìa. Chúng ta tiếp tục tiến tới, nói không chừng còn có thể tìm được thêm nhiều yêu đan hơn. Diệp Húc cười nói, đột nhiên hắn hơi ngưng ánh mắt, chỉ thấy trung tâm tầng thứ 2 vô hồn giới, một tòa bảo tháp đứng sừng sững ở nơi đấy. Tòa bảo tháp này có tất cả 9 tầng, bị 9 dây xích sắt đen khóa lại. Xích sắt đâm xuống dưới đất, thi thoảng run lên, phát ra tiếng vang rầm rầm, dường như bảo tháp đang giãy giụa, muốn giải thoát khỏi sự trói buộc của xích sắt, phá không mà đi vậy. Tòa bảo tháp này rõ ràng là một kiện vu bảo, chỉ có điều nơi này từ trước đã có rất nhiều đại yêu sinh sống, yêu khí tràn ngập, ngập tràn, che khuất tòa bảo tháp này nên Diệp Húc chưa từng phát hiện ra. Lúc này, yêu ma trong không gian tầng thứ 2 đều bị Diệp Húc thu đi, dung nhập vào trong kiều đỉnh, tòa bảo tháp này mới lộ ra ngoài. Bảo tháp 9 tầng đứng sừng sững, xích sắt trói chặt, chỉ thấy trong tháp yêu khí dày đặc, ngưng tụ thành yêu hóa, không ngừng nung đốt xích sắt, ý đồ đốt chảy 6 dây xích sắt này ra. Đây là huyền âm ma diễm, một trong kiều đại thần hóa. Phượng Yên Nhu nhìn thấy tòa bảo tháp này, sắc mặt khẽ biến, lộ vẻ sợ hãi, run giọng mà nói: Chẳng lẽ tòa tháp này là trấn yêu tháp chuyên để đối phó với yêu tộc ta sao? Đám yêu thú vừa rồi chắc chắn là từ trong tòa tháp này trốn ra ngoài. Diệp Húc nao nao cười nói: Vệ Chăn thái tượng trưởng lão hơn phân nửa là luyện chế trấn tháp yêu chơi thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới, Vệ Chăn tu luyện chính là Cao Hư Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh, cần lấy yêu khí tu luyện. Lão ta luyện chế tòa tháp này đích thực là động tâm tư với yêu tộc. Tuy nhiên, những lời này hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Hắn cười nói: Trấn yêu tháp có thể đối phó với yêu tộc, cũng có thể dùng để phòng thân, chỉ cần dùng được là tốt rồi. Đó là một món vô bảo không tồi, thậm chí có thể giúp cô nương bắt được yêu tộc, dùng yêu đan của bọn chúng tăng tu vi cho cô kìa. Tòa bảo tháp này với ta mà nói không có mấy tác dụng, không bằng giao cho Phượng cô nương đi. Hắn quát lớn một tiếng, từ bên trong kiều đỉnh trên đầu đột nhiên thở ra 9 bàn tay, 3 cái nắm lấy trấn yêu tháp, 6 cái kia thì nắm lấy dây xích, dùng sức rung rung, đem cả tòa yêu tháp này với cả 6 sợi dây xích sắt nhổ hết cả lên. Bảo tháp chấn động, chấn vỡ bàn tay của hắn, vù một tiếng bay lên, định phá không mà đi. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, kiều đỉnh hợp nhất, hóa thành một khẩu đại đỉnh, chấn áp xuống dưới, đem tòa bảo tháp này từ trên không trung ép cho phải rơi xuống đất. Vài lần muốn bay lên lại bị Diệp Húc áp chế. Phượng cô nương, ta đã áp chế nó rồi, cô nương tới tế luyện đi. Phượng Yên Nhu nghe vậy vội vàng bước lên trước, tới khởi một quả nguyên đan, từ bên trong nguyên đan trào ra tứ đại thần hỏa, nhiều lần nung đốt. Sau một lúc lâu, nàng khẽ động tâm niệm, chỉ thấy tòa bảo tháp này càng lúc càng nhỏ, bị nàng thu lên. Sư huynh, huynh cũng cần tu luyện vu pháp và kiều đỉnh, không bằng tòa trấn yêu tháp này để cho huynh dùng đi. Nàng kích động trở về như hiến vật quý, nâng trấn yêu tháp lên cười nói: Nếu kiều đỉnh của ta không trấn áp được, trấn yêu tháp cũng không được đâu. Diệp Húc cười từ chối ý tốt của nàng, chớp chớp mắt nói: Không bằng chúng ta đi vô hồn giới tầng thứ 3 xem sao. Thông đạo giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3 vô hồn giới bị hỏa sát và thủy sát bao phủ, từng ngọn liệt hỏa đốt cháy thân thể, thủy sát ngấm vào trong xương tủy, ăn mòn hồn phách nguyên thần. Tuy nhiên, hai loại sát khí này độ tinh khiết khá thấp, cũng không tinh thuần. Diệp Húc lúc trước không thể vượt qua, mà hiện giờ lại dễ dàng đi qua tầng sát khí, đi vào trong không gian tầng thứ 3 vô hồn giới. Chỉ thấy bên trong mảng không gian này, yêu khí nồng đậm hơn tầng thứ 2 gấp mấy trăm lần, nhưng lại không có vật thể sống nào, chỉ thấy có từng đám xương cốt yêu thú kỳ quái thật lớn rải rác trên mặt đất, thậm chí còn có bộ treo lơ lửng ở giữa không trung. Yêu khí dày đặc kia truyền đến từ những bộ xương đó, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén. Những hải cốt đại yêu đó tản ra yêu khí gần như có thể sánh ngang với vị kiểu đầu giao thánh mà Diệp Phúc từng gặp ở đầm lầy Vân Mộng. Thậm chí có một bộ xương tản ra yêu khí còn mạnh hơn cả kiểu đầu giao thánh. Vệ Chăn thái thượng trưởng lão, vì Cao Hư Yêu Liên Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh,
rốt cuộc gây họa cho không ít yêu tộc à. Diệp Húc nhìn thấy tình cảnh khủng bố này, trong tâm cũng là khiếp sợ vạn phần, lẩm bẩm tự nói. Đó là thi cốt đại yêu đã chết không biết bao lâu, khi còn sống hầu như đều là tam thần cảnh, luyện thành nguyên thần. Vệ chăn vì tu luyện cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh đã rút đi tu vi, tinh khí của bọn chúng, lấy yêu nguyên của bọn chúng để tăng lên tuổi thọ của mình, gia tăng tu vi, nuôi dưỡng yêu liên. Đây là tính tàn khốc của vũ sĩ tu hành, cái gọi là thiên đạo, tổn hại, có thừa mà bổ ích thì không đủ. Yêu tộc thọ nguyên dài lâu, vũ sĩ lấy tuổi thọ của yêu tộc đến để bổ sung cho bản thân. Đây hoàn toàn là thủ đoạn của ma đạo. Vũ sĩ ma đạo Hoàng Tuyền Thánh Tông còn có một số nhìn như tao nhã, một bộ dạng thông thái dởm, nhưng sau lưng mọi người thì đều mang một đoạn lịch sử tràn ngập máu tanh. Thậm chí cả tông chủ Hoàng Tuyền Thánh Tông Ứng Tông Đạo, một nhân vật trông thanh tú tuấn lãng như vậy, cũng là dẫm đạp lên vô số thi thể mới đi tới được ngày hôm nay, trở thành một trong những cường giả đương thời gần như vô địch tồn tại. Hành vi này của Vệ Chăn Thái Thượng Trưởng Lão cùng với việc ta cướp sạch kẻ khác, dùng của cải của bọn chúng để tăng lên tu vi và thực lực bản thân gần như không có gì khác biệt cả. Chỉ có điều thủ đoạn của ông ta là càng tàn khốc hơn thôi. Diệp Húc thầm nghĩ, những thi cốt đại yêu đó trải qua yêu nguyên tự thân rèn luyện, khi bọn chúng còn sống, thân thể so với người hiên còn mạnh hơn, cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần, trời sinh đã có thể sánh với vô bảo mà vũ sĩ tam dương cảnh luyện ra, chỉ cần tế luyện thêm một chút nữa sẽ thành một bảo vật không tồi. Chỉ có điều Diệp Húc cần lại không phải là loại tài liệu này. Thứ hắn cần chính là linh mạch và tài liệu dùng để luyện khí, mà không phải những bộ xương khô này. Hắn đang định lên thẳng tầng thứ tư, đột nhiên nghe một tiếng rầm vang lên, chỉ thấy những bộ xương yêu thú đó đột nhiên đều bay lên trời, từng bộ xương cốt đại yêu tách ra rồi hợp lại, trong chớp mắt hóa thành một tòa thành lớn lơ lửng giữa không trung. Tòa thành trì này chỉ tạo thành từ xương cốt, yêu khí trong thành phóng lên cao, từ xa nhìn lại, xương trắng dày đặc, yêu hỏa mà quỷ hỏa tràn ngập, có vẻ yêu dị gấp bội. Bạch cốt yêu thành sao? Những thi cốt đại yêu đó đã bị Vệ Chăn luyện thành vũ bảo ư? Diệp Húc không khỏi tò mò vạn phần, chỉ thấy tòa bạch cốt yêu thành kia đột nhiên truyền đến một tiếng rầm. Một con bạch cốt yêu nhân thật lớn từ trong thành đứng lên, liên tục thét lớn, cầm trong tay một thanh bạch cốt cự chùy, khống chế yêu thành, vọt tới hướng Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Yêu thành từ trên trời giáng xuống, tám luồng yêu khí như tám con yêu long xoẹt một tiếng từ trong thành bắn đến, cuốn đi hướng Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Một đống vật chết mà cũng dám ngăn trở ta sao? Vạn pháp chi quyền. Diệp Húc hừ lại một tiếng, một khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu thò ra một nắm đấm thật lớn, hung hăng ném tới tám luồng yêu khí kia. Ầm ầm một kích đem tám luồng yêu khí tất cả đánh nát. Nắm tay này nặng như núi, sau khi phá vỡ tám luồng yêu khí kia cũng không ngừng lại mà tiếp tục đánh tới bạch cốt yêu thành. Con bạch cốt yêu nhân trong thành kia hai mắt trống rỗng, giống như hai cái động đen, nhìn hướng Diệp Húc, đột nhiên mở cái mồm to ra rít gào. Vô lượng, vô lượng. Nó vung cái chùy lớn lên, hung hăng nện hướng vạn pháp chi quyền của Diệp Húc. Một chùy liền đánh vỡ nắm đấm kia. Vù một tiếng, liền cắn nuốt tất cả chân nguyên trong vạn pháp chi quyền, tức giận rít gào. Vô lượng thọ pháp. Chùy lớn bay lên trên không, đè xuống hướng Diệp Húc, gần như có xu thế nghiêng trở lệch đất. Trong chùy, vô số đầu lâu yêu thú quát lớn. Giết, giết, giết. Vô pháp trong cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh sao? Ta đây đang giao thủ với Vệ Chăn Thái Thượng Trưởng Lão ư? Diệp Húc trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Vệ Chăn chết đã mấy năm, nhưng tòa bạch cốt yêu thành lại ẩn chứa một tia tinh khí khi ông ta còn sống. Thao túng cự thành công kích bất luận thứ gì, dám cả gan tiến vào vô hồn giới tầng thứ 3, giao thủ với tòa bạch cốt yêu thành này, đó chính là giao thủ với Vệ Chăn. Hơn nữa, bạch cốt yêu thành cắn nuốt chân nguyên của đối thủ, mỗi khi cắn nuốt một phần, lực lượng bản thân liền tăng mạnh lên một phần, chính là ma đạo chi bảo thuần chất, yêu tà vô cùng. Không chỉ có thế, sau khi đánh chết đối phương, tòa yêu thành này còn có thể cắn nuốt máu thịt của đối thủ để gia tăng uy năng của bản thân mình. Theo điểm này, liền có thể thấy được vị ân sư mà Diệp Húc chưa từng gặp mặt này khi còn sống tu luyện tâm pháp quỷ dị biết bao. Kiều đình kiều nguyên, vạn pháp tề xuất, phá giết. Diệp Húc khoảnh thân chắn trước người Phượng Yên Nhu, kiều đỉnh trôi nổi, từng con yêu thú từ trong đỉnh bay ra, tổ hợp thành một bàn tay thật lớn, đánh tới bạch cốt cự chùy. Ầm ầm. Bạch cốt cự chùy bị một quyền của hắn đánh tan, nắm đấm của hắn lớn như núi cao đập vào trong bạch cốt yêu thành.
một quyền đánh nát con bạch cốt yêu nhân kia. Vô lượng, vô lượng, bất diệt yêu thân. Bên trong bạch cốt yêu thành truyền đến hàng ngàn, hàng vạn tiếng yêu thú giống to. Lại có một con bạch cốt yêu nhân rung rung đứng lên. Chỉ cần không phá hủy tòa yêu thành này, Diệp Phúc sẽ phải đối mặt với người khổng lồ vô cùng vô tận, cứ thế chiến đấu. Cửu đỉnh tề xuất, chấn áp thiên địa phong lôi, âm dương thủy hóa, sơn. Diệp Phúc hừ lại một tiếng, trực tiếp tới khởi cửu đỉnh, cưỡng ép tòa bạch cốt yêu thành này, ép cho từ trên cao rơi xuống. Con yêu nhân trong thành vừa đứng lên kia cũng bị ép cho ngã xuống, không thể động đậy. Vệ Chân Đơn Sư, ông đã chết rồi, tất cả của cải của ông để cho đồ đệ kế thừa đi thôi. Trong chín khẩu đại đỉnh của Diệp Phúc đều tự thò ra những cánh tay tạo thành từ thái dương chân hỏa, bao phủ lấy yêu thành này, tẩy trừ một lần, xóa nhòa đi tinh khí mà Vệ Chân để lại trong kiện phu bảo này. Sau đấy, nhân bảo kim luân, địa bảo kim luân từ sau đầu bay lên, đem yêu thành tế luyện một phen. Chỉ thấy bạch cốt yêu thành càng lúc càng nhỏ, rơi xuống trong tay của hắn. Yêu năng của tòa bạch cốt yêu thành này không hề thua kém chấn yêu tháp, hơn nữa không ai tế khởi liền có thể liều mạng với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn. Nếu để như Diệp Phúc tự mình thúc giục, uy lực chắc chắn càng lớn mạnh hơn nữa, không hề kém cửu đỉnh của hắn. Diệp Phúc ngắm nghía một hồi, thu tòa bạch cốt yêu thành này lại, đi đến tầng thứ tư, có chút cảm thán. Ân sư, kiện vũ bảo người lựa chế này tuy không tồi, nhưng lại không thể ăn được. Phượng Yên Nhu đi theo phía sau của hắn, nghe nói như thế không khỏi thè lưỡi. Trong thông đạo giữa vô hồn giới tầng thứ 3 và tầng thứ 4 trải đầy thủy hỏa, hai chủng sát khí, còn thêm một chủng sơn sát. Một tia sát khí liền nặng như một ngọn núi. Hơn 10 đạo sát khí ép xuống, tức thì Diệp Phúc hành động khó khăn, phải tới khởi cửu đỉnh, chống cự sơn sát chấn áp mới có thể đi tới. Bọn họ thật vất vả mới xuyên qua thông đạo này, mệt mỏi kiệt lực. Diệp Phúc thở phù phù, hồn hển mấy cái, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy hàng trăm linh mạch bị treo trên không trung, từng điều như giải lụa bung xuống, lay động trên không trung vậy. Những linh mạch đấy đại đa số là tam giai linh mạch, đỏ sậm như lửa, còn có hơn 10 điều thanh sắc linh mạch cũng bị treo trên không trung. Phát tài rồi, phát tài rồi, Diệp Phúc lẩm bẩm nói. Những linh mạch đó là Vệ Chân trưởng lão góp nhặt, tuy rằng chỉ có tam giai tứ giai linh mạch nhưng số lượng nhiều. Những linh mạch đó xếp một chỗ đủ để cho Diệp Phúc tu luyện đến tam thai cảnh. Diệp Phúc đưa tay ra chụp tới những linh mạch đấy, trong nháy mắt liền thu đi hơn 20 điều tam giai linh mạch và 2 điều tứ giai linh mạch. Hắn không có mang theo ngọc lâu, những linh mạch đó đều bị hắn dùng đại pháp lực trực tiếp chấn áp, thu nhỏ lại trông như con giun vậy, cất ở trong đan đỉnh. Mấy trăm điều tam giai tứ giai linh mạch, đây là một món quà của cải thật lớn, làm cho Diệp Phúc nhìn mà hoa mắt chóng mặt, bàn tay liên tục chụp tới đem từng điều linh mạch thu lại, trong chốc lát liền thu đi 1/4. Là ai quấy rầy giấc ngủ của ta, trộm đi của cải của ta vậy? Một luồng hơi thở khổng lồ vô cùng áp lực, luồng hơi thở này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ép cho cửu đại ảo đan của Diệp Húc đều yên lặng xuống, không thể động đậy. Ngay cả Phượng Yên Nhu cũng không thể vận dụng nguyên đan của mình được. Chỉ thấy mặt đất rung rung, dãy núi vỡ ra, một con yêu thú cực lớn giãn thân ra, chậm rãi từ dưới lòng đất hiện thân lên. Áp lực cực lớn so với nguyên thần của lão già râu dài mi trắng trưởng tôn giả kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đây là một con dị thú thượng cổ tên là Đào Ngột, mặt người móng hổ răng heo, lông tóc quanh thân như gai, hình thể như núi, từ dưới lòng đất dâng lên làm cho người ta có một loại hơi thở nguy hiểm vô cùng. Nguyên thần thứ hai của Vệ Chân trưởng lão sao? Không ngờ nguyên thần thứ hai của ông ta không chết, sao lại có thể như vậy được? Cửu đỉnh hợp nhất. Diệp Phúc không kịp thu những linh mạch khác, vội vàng bắt lấy cổ tay của Phượng Yên Nhu, vội vàng lui về phía sau. Cửu đỉnh hợp là một, cưỡng ép ba loại sát khí trong đỉnh lao đi trong thông đạo. Chỉ thấy phía sau bọn họ, con Đào Ngột kia tức giận rít gào, một móng vuốt đầy lông mượt mà thật lớn thò vào trong thông đạo, chụp tới hướng hai người bọn họ. Vô số thủy hỏa sơn ba loại sát khí đánh tới móng vuốt này, còn chưa tới gần đã bị chấn cho nổ tung không còn nữa. Đây là nguyên thần thứ hai của Vệ Chân, uy năng mạnh mẽ thái quá, móng vuốt thò ra hơn 10 dặm, giống như kình thiên chi thủ bắt lấy, đem Diệp Phúc của Phượng Yên Nhu bao phủ ở bên trong. Diệp Phúc cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, nếu như bị cái móng vuốt này bắt được, dù thân thể hắn có mạnh đến đâu, chắc chắn sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Gì là thiên địa tháp? Hắn mở miệng quát lớn, cửu đại ảo đan đều lao vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Cùng lúc đấy, Phượng Yên Nhu cũng tới khởi nguyên đan của mình, dung nhập vào trong Di La Thiên Địa Tháp, cùng hắn hợp lực thúc dục tòa bảo tháp này,
đem yêu năng kích phát đến lớn nhất. Diệp Húc tức giận gào thét, hai tay nâng tòa bảo tháp lè lên. Phượng Yên Nhu cũng đặt hai tay lên trên bảo tháp, đánh ra đằng sau. Chỉ thấy tòa kim tháp ba tầng này được hai người nâng lên, chắn ngang thông đạo, chống lại cự trảo của Đào Ngột. Chỉ nghe tiếng gõ sắt chói tai chuyển đến, Di La Thiên Địa Tháp bị đánh bay đi. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu khóe miệng tràn đầy máu, Kiều Đại Ảo Đan đều bị đánh nát, hóa thành chính con sông chân nguyên rơi vào trong đỉnh. Nguyên đan của Phượng Yên Nhu cũng gần như bị cự lực đánh nát, chân nguyên đan đầy vết rạn nứt. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bị luồng cự lực này đánh cho bay ngược ra khỏi thông đạo, lảo đảo rơi xuống đất, thần sắc mệt mỏi. Cự trảo của con Đào Ngột này thò ra khỏi thông đạo, chụp tới chụp lui trong không khí, nhưng không qua được bất cứ thứ gì, lúc này mới từ từ rụt tay về. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu lướt nhau, lòng còn sợ hãi. Bọn họ tuyệt không ngờ, nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn, Thái Tượng Trưởng Lão, lại không chết mà lâm vào trong ngủ say. Nguyên thần thứ hai của cường giả Tam Bất Diệt Cánh mạnh mẽ vô cùng, chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay của nó, quả thật vô cùng may mắn kìa. Nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn sao vẫn còn sống như vậy đây? Diệp Húc thu hồi cửu đỉnh, nhìn thoáng qua thông đạo, chỉ thấy cuối thông đạo có một tròng mắt thật lớn, đồng tử dựng đứng, dựng thẳng, đang theo dõi hắn. Đây là con mắt của Đào Ngột tiến đến trước thông đạo, nhìn xem động tĩnh của bọn họ. Đồ ăn trộm, trộm linh mạch của ta! Đào Ngột rít ngào nói. Vệ Chăn sư tôn, ta là đồ đệ Diệp Thiếu Bảo của người đây, đệ tử lấy đồ của sư phụ, không tính là trộm. Diệp Húc chớp mắt cười nói. Ngươi vào đây, ta bóp chết ngươi! Đào Ngột làm ngơ, tiếp tục cao giọng mà gào thét. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu đi ra khỏi vu hồn giới, trong lòng còn đang buồn bực, lẩm bẩm mà nói. Nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn sao vẫn còn sống đây? Không phải là sau khi Vu Sĩ đã chết, nguyên thần cũng tiêu tán theo hay sao? Chẳng lẽ Vệ Chăn trưởng lão chưa chết ư? Không, không thể nào, ngọc lâu của ông ta đã phân giải thành vu hồn giới rồi mà. Phượng Yên Nhu sắc mặt tái nhợt, tế khởi nguyên đan của mình, lấy tứ đại thần hỏa không ngừng rèn luyện, chữa trị vết nứt trên nguyên đan, nàng dịu dàng mà nói. Sư huynh, nguyên thần thứ hai cũng không phải là nguyên thần của bản thân Vu Sĩ, mà là đoạt lấy nguyên thần của Vu Sĩ khác luyện chế mà thành. Tuy tên là nguyên thần thứ hai, thế nhưng thật ra cũng là một kiện vu bảo, chẳng qua là tự có ý thức và công hiệu nguyên thần, hơn nữa có thể trưởng thành được. Dù là chủ nhân chết rồi, nguyên thần thứ hai cũng sẽ không chết, mà sẽ tồn tại thêm một đoạn thời gian rất dài, dựa theo bản năng mà hành xử. Diệp Húc cẩn thận hỏi, chẳng qua Phượng Yên Nhu cũng không biết nhiều về nguyên thần thứ hai, mân môi nàng cười nói. Nguyên thần thứ hai loại pháp môn cao thâm, thân ngoại hóa thân này chỉ có đại vu tam tương cảnh mới có thể tu luyện được. Mỗi cũng từng nghe qua cha nhắc tới. Không bằng chúng ta trở lại Thiên Yêu Cung hỏi cha muội đi, ông ấy rất dễ nói chuyện, chắc chắn biết thì sẽ nói thôi. Cuối cùng nàng còn bổ sung một câu, cha muội thật sự rất dễ nói chuyện. Nếu cha muội nhìn thấy ta, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện đâu, không chừng còn lập tức làm thịt ta cái kẻ bắt cóc hai đứa con gái của lão ấy chứ. Diệp Húc thầm nghĩ. Kiều đại ảo đan của hắn bị thương không nặng, rất nhanh lại ngưng tụ thành ảo đan, thân thể tổn thương cũng rất nhanh hồi phục trở lại. Đáng tiếc không thu được hết linh mạch, nếu không ta đã có đủ linh khí để tu luyện đến tam thai cảnh rồi. Muốn thu những linh mạch đấy phải chế phục được nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn, nếu ta có thực lực này thì cũng có thể dễ dàng làm thịt Ngụy Hiên được. Diệp Húc không khỏi lắc đầu, ngoắc gọi một gã nô bộc lại dò hỏi. Này, Ngọc Nương ở chỗ nào vậy? Hồi bẩm lão gia, cùng lão gia nửa năm trước về núi một lần, sau đó được Vinh lão gia mời đi, nghe nói là đi hàng cổ ma vực tầm bảo rồi. Tên hầu kia cung kính nói. Diệp Húc nao nao, hàng cổ ma vực chính là khi 18 tầng địa ngục lục đạo luân hồi viễn cổ tan biến, 18 tầng địa ngục bị người đánh nát, hình thành từng đám không gian độc lập, chính là nơi sinh tồn của thiên ma cổ ma. Bên trong bảo vật vô tận, cường giả khắp nơi, thậm chí còn có thể tìm được bảo vật mà tiên nhân viễn cổ luyện chế ra. Hàng cổ ma vực là một nơi vô cùng nguy hiểm, thiên ma sinh sôi, ma đầu khắp nơi, thậm chí không thiếu thiên ma thành lập vương triều cùng với đại phái như Tam Cung Lục Phái, so với cổ Côn Luân Thánh Địa còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Kẻ mà tu vi không đủ hùng mạnh đi vào trong đó lịch luyện chỉ có một con đường chết. Thế giới vu hoang và hàng cổ ma vực không ở trong cùng một thời không, nhưng một ít vu bảo cực kỳ mạnh mẽ lại có thể đánh xuyên qua thành lũy tiến vào bên trong ma vực được. Tỉ như những loại bảo vật như thiên ma sách, linh lung hoàng kim bảo tháp liền có thể khai thông thời không. Vu bảo ở một chỗ khác thậm chí còn có thể đánh sâu vào trong thời không tìm được vị trí của hàng cổ ma vực.
Kiện bất diệt chi bảo, tinh chủ đại điện này cũng có phần dũng mãnh để sử dụng. Nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão trên quan tinh phong này thường xuyên đánh xuyên qua thời không, tiến vào hàng cổ ma vực, tìm kiếm di tích thời viễn cổ cùng với săn bắt ma đầu cao đẳng. Chỉ là lấy thực lực hiện giờ của Diệp Phúc còn không thể phát huy ra được quy năng của tòa đại điện này đến trình độ đánh xuyên qua không gian được. Ta cần tu luyện, cần không ngừng đột phá, xông lên tam thai cánh, thậm chí tam dương cánh. Nếu không, lấy tu vi hiện tại giao phong chính diện với Ngụy Hiên, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lập tức tuyên bố bế quan, tiến vào tinh chủ đại điện, đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, dẫn động lôi kiếp của ảo thai cửu phẩm, không ngừng lấy lôi điện chi lực để rèn luyện thân thể. Nguyên thần của hắn cũng đang không ngừng tu luyện, dù là thiên yêu đế nguyên thần chân giải, nguyên thần được hắn tế lên, đắm chìm trong lôi kiếp, không ngừng lấy tử tiêu thiên lôi tẩy lễ, trở nên càng cứng rắn hơn. Sau tử tiêu lôi kiếp của ảo thai cửu phẩm chính là lôi chỉ diệt kiếp nguyên thai kỳ, loại lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Vạn kiếp môn đã có không biết bao nhiêu vũ sĩ chết trong đại kiếp nạn này, nhưng hiện giờ cửu chuyển nguyên công của ta cũng đã tăng lên đệ nhị chuyển, chư thiên thập đạo lại tu luyện đến cảnh giới đệ bát trọng, lôi chỉ diệt kiếp cũng không diệt được ta. Diệp Phúc tiếp tục chuyên tâm tu luyện, không lâu sau vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn lại có đột phá, môn tâm pháp này đạt tới cảnh giới đan đỉnh tam phẩm, dẫn động lôi chỉ diệt kiếp. Kiếp vân trực tiếp hóa thành một tòa lôi chỉ bao phủ lấy hắn, lôi quang vô cùng vô tận tuôn vào mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tia máu thịt, mỗi một sợi tóc, ầm ầm nổ khắp nơi. Những lôi quang đó một luồng to tầm sợi tóc thôi cũng đủ làm cho cao thủ nguyên đan kỳ nổ tung đến tan xương nát thịt. Nhưng Diệp Phúc giờ đây thân thể mạnh mẽ đạt tới độ cao của cường giả tam thần cảnh, thậm chí so với cường giả tam thần cảnh bình thường còn mạnh hơn hẳn. Uy lực của lôi chỉ diệt kiếp với hắn mà nói chỉ có một tác dụng, chính là tẩy đi thân thể và nguyên thần, khiến cửu chuyển nguyên công của hắn tăng mạnh, tăng nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi, vạn kiếp vô lượng tâm kinh tăng lên ảo đan ngũ phẩm, sánh ngang với tu vi bản thân, vượt qua 12 lần lôi kiếp. Lôi kiếp của hắn đã vượt qua lôi chỉ diệt kiếp nguyên thai kỳ, đạt tới tình trình độ thuần dương phá diệt đại kiếp tam dương cảnh. Thuần dương phá diệt đại kiếp so với lôi chỉ diệt kiếp khủng bố gấp trăm lần. Lôi kiếp hóa thành thuần dương thiên lôi, mỗi một kích đều có uy lực của thuần dương vô bảo. Hơn nữa theo kiếp số tăng lên, uy lực cũng không ngừng mạnh lên. Nếu là tới dương thần kỳ cuối cùng, uy lực của nó lên cung cấp với thuần dương vô bảo đã vượt qua 9 lần sát khí tể lễ, được vô sĩ dương thần kỳ toàn lực tế khởi, có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Phúc chỉ vượt qua thuần dương phá diệt đại kiếp lần thứ hai tam dương cảnh, liền có cảm giác không chịu nổi. Mỗi một luồng thiên lôi hạ xuống, uy năng đó chỉ kém tình hình khi Lý Huyền Tố tế khởi linh lưng hoàng kim ở tháp vài phần. Hắn đau khổ chống đỡ mới cố gắng chịu được đại kiếp nạn này, thân thể gần như bị đánh nát. Nhưng vượt qua lần đại kiếp nạn này đã khiến cho cửu chuyển nguyên công của hắn tăng lên đệ ngũ chuyển, thân thể cường độ tăng lên không ít lần, mạnh mẽ vô cùng. Nếu gặp lại loại cao thủ tam dương cảnh thân dương kỳ như Lý Huyền Tố, dù đối phương tung ra thuần dương chi bảo, ta cũng có thể ngạnh kháng được mấy cái. Diệp Phúc phá quan mà ra, thỏa thuê mãn nguyện. Tuy rằng hiện giờ hắn vẫn không thể tranh phong với bậc cao thủ như Ngụy Hiên, nhưng thực lực của hắn đã tăng vọt lên mấy lần. Sư huynh, phía sau huynh... Phượng Yên Nhu ngơ ngác nhìn sau lưng của hắn, thất thanh mà nói: "Sao? Phía sau ta làm sao vậy?" Diệp Phúc buồn bực vạn phần, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn đến một cảnh tượng khiến hắn phải giật mình. Chỉ thấy sau lưng của hắn một gốc cây to dựng thẳng. Gốc quái thụ này toàn thân như ngọc, khắp thành, quanh thân đầy vảy, giống như long lân vậy. Đại thụ múa may vô số cây rễ, chậm rãi du động ở trên không trung. Hắn lướt mắt một cái liền nhận ra, gốc đại thụ này đúng là nguyên thần của mình. Trước đây nguyên thần của hắn vô hình vô chất, chỉ có thể dùng vô bảo, loại thông tâm thần kính hay dùng tâm cảm ngộ mới có thể phát hiện ra được. Nhưng lúc này đây, hắn liên tục vượt qua 12 lần đại kiếp tể lễ, nguyên thần của hắn nhanh chóng trưởng thành, không ngờ biến thành trạng thái hữu hình vô chất, mắt thường cũng có thể thấy được. Đây là khi vô sĩ tu luyện, gọi là nguyên thần hiển hóa. Chỉ có cao thủ tam thai cảnh trở lên mới có thể làm được bước này. Diệp Phúc khổ tu, Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải, ngày đêm lấy thái dương chân hỏa rèn luyện lung đốt, lại thêm lôi kiếp tể lễ, cuối cùng cũng khiến cho nguyên thần của hắn nâng cao, đạt tới độ cao nguyên thần hiển hóa, cường độ nguyên thần đơn thuần liền có thể sánh với cường giả tam thai cảnh. Hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của mình hiện giờ cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục các loại vu bảo, uy lực sẽ lớn hơn trước đây mấy lần, uy lực vu pháp cũng hơn xa trước đây, vô hình chung đã khiến cho thực lực của hắn lại tiêu thăng mấy lần. Nguyên thần càng mạnh, uy lực của vu bảo, vu pháp cũng lại càng mạnh,
đây là kiến thức bình thường. Đồ mạnh yếu của nguyên thần có thể bù cho tu vi không đủ. Cùng là một kiện vũ bảo, nếu như vũ sĩ tu vi cao mà nguyên thần lại quá yếu, uy lực phát huy ra thậm chí còn không bằng vũ sĩ tu vi thấp hơn một bậc. Hiện giờ nguyên thần của Diệp Phúc đã đạt tới trình độ hiển hóa, tương đương với nguyên thần bước vào tam thai cảnh trước. Lấy nguyên thần tam thai cảnh thúc dục vũ bảo, uy lực đương nhiên so với trước lại càng hùng mạnh hơn. Hơn nữa, thân thể của hắn trở nên càng hùng mạnh mẽ, thực lực của Diệp Phúc quả thật đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng mà, để đối phó với Ngụy Hiên thì vẫn chưa đủ. Ta phải tiếp tục cố gắng khiến cho tu vi của mình cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất kia, mới có thể dẫm nát Ngụy Hiên như dẫm một con chó chết dưới chân mình được. Hắn lấy tất cả linh mạch ra, đem tam giai linh mạch trong đó một ngụm nuốt vào. Ở trong vô hồn giới tầng thứ tư, hắn thu được ước chừng hơn 70 điều tam giai linh mạch, số lượng nhiều đến làm cho người ta phải cắp. Càng thêm phẫn nộ đó là hắn lại một ngụm liền nuốt hết hơn 70 điều tam giai linh mạch này vào trong bụng, không ngừng vận chuyển Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, đem linh khí hóa thành chân nguyên. Bất quá, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển tuy cực kỳ tinh diệu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể chuyển hóa tất cả linh khí thành chân nguyên. Những linh mạch đó hắn chỉ có thể cất giữ ở trong bụng, từng giọt hóa thành chân nguyên. Linh mạch không dễ hấp thu như linh đan diệu dược. Linh đan có thể dùng trực tiếp để đề thăng tu vi, khi đạt tới bình cảnh lại dùng sức mạnh cuồng bạo trong linh mạch để đột phá cửa khẩu. Lần trước trên cây phủ tang ở khoa phụ tộc, hắn chính là dùng loại thủ đoạn này mà liên tục đột phá mấy cảnh giới. Nhưng linh mạch thuần túy lại cần quá trình luyện hóa, thời gian cực kỳ dài. Nếu là dùng thủ đoạn bình thường, Diệp Phúc phòng trừng tự mình luyện hóa tất cả linh mạch ít nhất cần mấy năm, thậm chí 10 năm, mà trận quyết chiến giữa hắn và Ngụy Hiên đang tới gần, căn bản không có nhiều thời gian như thế. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa những linh mạch đó biến thành tu vi bản thân, chỉ có một cách, đó là kích phát tiềm lực bản thân, dùng chiến dưỡng chiến, dùng áp lực của kẻ khác khiến cho chính mình đột phá kìa. Diệp Phúc quay đầu lướt nhìn tinh chủ đại điện một cái, thở dài thầm nghĩ, xem ra những ngày bình yên của ta lại phải kết thúc rồi. Hắn phất tay áo một cái, tinh chủ đại điện ầm ầm khép kín, từng luồng ma khí xoay quanh đại điện. Nếu không có sự cho phép của hắn, cho dù là loại cường giả tam thần cảnh như Ngụy Hiên cũng không thể bước vào bên trong được. Diệp Phúc thúc giục ảo đan, lại có từng luồng ma khí từ trong đại điện lao ra, bao kín lấy tám tòa vô hồn giới, không hở một kẽ nào. Được rồi, ta lại rời núi thôi, đi gặp tám tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ, đưa tất cả bọn chúng dẫm nát dưới chân ta nào, cướp đoạt tất cả nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 70 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.